Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh khoai mỡ chiên giòn. Một món ăn vặt rất là ngon, đặc biệt là được thưởng thức trong tiết trời se se lạnh như thế này thì rất là tuyệt vời. Nguyên liệu để làm món bánh khoai mỡ chiên giòn thì gồm có 500g khoai mỡ. Mình sẽ sử dụng cái loại khoai mỡ nó màu tím như thế này thì chiếc bánh khoai của mình làm ra nó sẽ đẹp. 20ml sữa tươi, các bạn sử dụng sữa tươi có đường hay không đường đều được. 20g bột năng, 100g bột mì, 100g đường cát trắng. Tùy vào sở thích, các bạn muốn ăn ngọt nhiều hay ít mà các bạn có thể tăng giảm lượng đường. Hoặc các bạn cũng có thể giảm bớt lượng đường và thay thế đường bằng sữa đặc cũng được. Mình chuẩn bị một thìa canh muối trắng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Trước tiên thì mình chuẩn bị một chậu nước. Mình cho một thìa canh muối trắng vào cùng và khuấy đều cho muối tan ra. Phần khoai mỡ thì mình sẽ gọt vỏ, sau đấy mình ngâm vào chậu nước muối pha loãng mình đã chuẩn bị sẵn. Khoai mỡ gọt vỏ xong thì mình sẽ thái ra thành các lát mỏng. Và mình sẽ cho vào chậu nước muối pha loãng mình đã chuẩn bị để mình ngâm. Mình ngâm khoai mỡ trong nước muối pha loãng khoảng chừng 10 phút. Sau khi ngâm 10 phút thì mình sẽ mang khoai đi rửa thật sạch. Khoai có rất là nhiều cái nhựa nhớt nhớt như thế này, các bạn mang rửa sạch. Khoai sau khi rửa sạch thì các bạn có thể cho vào nồi hấp, các bạn hấp chín, hoặc là các bạn cho vào nồi để luộc cũng được. Hôm nay thì mình sẽ cho khoai vào nồi để luộc. Mình cho vào cùng khoảng 500ml nước. Mình cho vào một xíu muối. Và mình đun cho đến khi khoai chín mềm. Đun khoảng chừng 10 đến 15 phút, phần khoai đã chín nhừ rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra bát. Khoai sau khi luộc chín thì mình sẽ tán nhuyễn khoai ra. Rất là mềm. Các bạn có thể giảm bớt cái lượng nước luộc khoai ấy, thì khi khoai chín, nước nó cạn thì khoai sẽ không bị ướt. Mình cho như này là hơi nhiều nước đấy. Vì khoai có những cái xơ này nên mình sẽ lược qua rây để cho cái phần bột khoai nó thật mịn. Đưa khoai rất là nhiều này các bạn. Mình sẽ bỏ đi cái phần này. Và đây là phần khoai mỡ mình thu được rất là mịn này các bạn. Giờ mình sẽ cho phần đường vào cùng. Bột năng. Và bột mì. Mình sẽ trộn đều lên. Nếu phần khoai sau khi trộn bột xong mà còn ướt quá thì các bạn cho thêm bột khô vào nhé. Khoai hôm nay mình luộc nó hơi ướt ấy, nên là lượng bột như thế này hơi thiếu thì mình sẽ cho thêm bột khô vào.
Mình cho thêm chút sữa tươi vào để cho chiếc bánh của mình sau khi làm ra nó sẽ thơm. Bạn nào không thích thì có thể không cho cũng được. Bột còn hơi ướt ướt như thế này là được. Bây giờ thì các bạn dùng màng bọc thực phẩm hoặc là dùng một chiếc khăn. Các bạn bọc tô bột lại và ủ bột trong khoảng thời gian 30 phút. Mình sẽ dùng vải bọc lên tô bột như thế này. Và đây là phần bột sau khi mình ủ được 30 phút. Phần bột đã khô và dẻo hơn. Mình đi găng tay và khoa lên trên găng tay một chút dầu ăn. Mình sẽ tạo hình bánh. Các bạn thấy bột rất là dẻo này. Các bạn có thể tạo bánh hình tròn, hình dài tùy theo sở thích. Bánh rất là dẻo. Mình sẽ tạo bánh hình hơi giống như là những chiếc khoai lang kén như thế này nhé các bạn. Tạo hình bánh đến đâu thì mình sẽ cho vào chiên đến đấy luôn. Dầu ăn đã sôi rồi, mình sẽ cho bánh vào chiên luôn. Bột rất là dẻo nên là mình tạo hình những chiếc bánh thì nó không được đẹp lắm. Các bạn có thể tạo hình bánh tùy theo sở thích. Các bạn chiên cho đến khi chiếc bánh vàng đều hai mặt, phần vỏ bánh bên ngoài giòn là được. Đây các bạn, chiếc bánh như chiếc bánh này này, nó vàng giòn đều hai mặt như thế này là được rồi. Mình sẽ gắp ra. Bánh mình đã gắp ra đĩa này, màu rất là đẹp. Và đây là đĩa bánh khoai mỡ chiên giòn mà mình vừa chiên xong. Và đây là một chiếc bánh mà mình đã cắt ra. Các bạn có thể thấy này, bánh rất là dẻo và nóng. Vỏ ngoài thì giòn, ở bên trong thì dẻo. Mình sẽ ăn thử nhé. Bánh có độ ngọt vừa phải. Bánh này các bạn có thể ăn như vậy hoặc là các bạn chấm với tương ớt cũng rất là ngon. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh khoai mỡ chiên giòn rồi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món bánh này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh. Mình sẽ cuộn lại, các bạn cuộn giống như cuộn chả giò vậy thôi. Vậy là mình đã có một chiếc chả tôm như thế này rồi. Tùy theo các bạn thích ăn chiếc chả tôm to hay nhỏ mà các bạn có thể gói to nhỏ tùy thích nhé. Các bạn ơi, các bạn nướng cho đến khi này miếng chả tôm vàng giòn cái vỏ bên ngoài ấy, thì các bạn thì như vậy là đạt nhé. Đây, phần chả tôm của mình trông rất là hấp dẫn rồi, rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để cùng thưởng thức nhé. Và đây là đĩa chả tôm mình vừa hoàn thành đấy các bạn. Miếng chả vàng ươm nóng hổi.